sink rate. Oh, sao quá. Sink rate. Oppa. Cảm giác rất là đã khi mà được lái thử luôn. Xin chào các bạn. Mình đang ở Malaysia và đây là lần đầu tiên mà mình đi đến một quốc gia nào đó mình không đi vào trung tâm, đúng không mọi người? Đợt này thì mình sẽ bay đến Kuala Lumpur, xong rồi mình ở tại một khách sạn tại sân bay luôn. Thì trên tay mình là một cái tờ giấy chương trình để tham quan hai địa điểm trong cái lịch trình lần này. Và hai địa điểm này nó giống như là một cái trung tâm huấn luyện bay tại Malaysia với đâu mọi người, của hãng hàng không AirAsia. Hôm nay là một cái ngày mà hoạt động rất là tích cực, năng nổ gần như là cả ngày luôn cho hai địa điểm. Một là trung tâm CAE ha, và hai sẽ là cái Red Q, đều là trụ sở văn phòng và là cái nơi để huấn luyện cho tất cả các bạn tiếp viên hàng không của hãng hàng không AirAsia. Và bây giờ thì các bạn cùng theo chân mình để lên xe và đi thẳng đến cái địa điểm này, xem là tại một cái trung tâm huấn luyện bay và văn phòng của hãng hàng không thuộc dạng top của thế giới thì nó sẽ như thế nào nha. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong cái buồng sim, là buồng mô phỏng lại cái khoang lái máy bay của các phi công nha mọi người. Và mọi người biết không, ở trong đó thì người ta sẽ hoàn toàn là mô phỏng là những cái thực cảnh giống như là trời mưa sao, sấm sét sao. Bây giờ mình đi thôi nha. Máy bay đang đậu ở ngay trước đường băng 14L. Sau đây sẽ là màn take off của cơ trưởng Thỏ Hoàng nha mọi người. From which area? Pacific Airlines. So I'm gonna do a very quick landing. Sure. Okay, wait. Yeah, alright. Oh my god, thank you. Okay. Đây là một cái cơ hội hiếm có mọi người ơi. Kính thưa quý khách, cơ trưởng Thỏ Hoàng và cơ phó Lê Bada chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách vui lòng giữ chặt và giặt dây an toàn nha. Oh my god, this looks so real. Đúng đường băng bên này đi. Đúng đường băng bên đây nha. Shop ơi. Đây, khung cảnh cơ trưởng đang rất là tập trung luôn á mọi người. Sink rate. Oh, sợ quá. Sink rate. Rồi. No worry. Rồi sao đi qua đi lại, đi quay lại. No. Trải nghiệm này ngộ nha. Em rất là chóng mặt luôn. Bây giờ tôi đang lái máy bay lắc như con rắn. Ok mọi người ơi, cảm giác rất là đã khi mà được lái thử luôn. Lái thử luôn. Do là Thỏ Hoàng là thỏ máy á. Ok. Tôi quyết định là tôi tiếp tục làm thỏ máy. Nói chung là một cái trải nghiệm rất là đã mọi người. Thường thì vào trong này thì chỉ cho có mấy anh gọi là kỹ thuật viên ở trong này thì mới được phép sử dụng cái buồng lái đó và demo cho mọi người coi thôi. Nhưng mà do là may mắn là lần này mình đi chung với Thỏ Hoàng, một bạn thợ máy của hãng hàng không Pacific Airlines, cho nên là cũng sẽ hiểu về máy móc thiết bị trong buồng lái đó hơn. Thế là mình được trải nghiệm hạ cánh. Yeah, rất là sướng. Hello các bạn ơi, đây là một cái chiếc mô hình máy bay của AirAsia ha. Thì cái mô hình máy bay này thì các bạn thấy thường là sẽ có cái động cơ ở khu vực cánh máy bay như thế này. Thì cái khu vực động cơ này nó thực tế bên ngoài như thế nào thì các bạn qua đây xem với mình ha. Đây là một cái động cơ.
cái bộ phận quan trọng nhất để vận hành một chiếc máy bay. Và cái động cơ này thì có tất cả là 28 cái lá máy bay. Thì trung bình một cái lá máy bay như thế này với một cái động cơ như thế này thì mỗi một cái lá này thôi nè thì nó rơi vào tầm khoảng 100.000 đô, tùy thôi, nhưng mà cái lá này có thể là sẽ là 100.000 đô ha. Cho nên là đụng vô rất là mắc. Mà cái phần này nè rất là bén, rất là nhọn luôn, rất là bén. Thì bất kỳ một cái vật thể lạ nào mà rơi vào trong này thì nó sẽ chém nát luôn. Sarajevo. Hello, xin chào mọi người ơi. Vậy là mình đã hoàn thành xong một ngày trải nghiệm tại trung tâm huấn luyện bay CAE của Malaysia rồi. Thì mình nói lại thông tin ha, thì ở trong đây là một cái trung tâm huấn luyện bay. Hồi xưa trước đây thì nó là của Asia, nhưng mà sau này thì Asia đã bán lại cho một cái công ty khác. Và hiện tại thì ở trong này họ huấn luyện rất là nhiều công ty hàng không. Và ba nước mà được huấn luyện chính ở trong này đó là bao gồm có Malaysia, Singapore và Thái Lan. Mình nhớ không làm là Thái Lan hay là Campuchia gì đó. Nhưng mà hiện tại thì mình đã hoàn thành xong cái thử thách gọi là tham quan một ngày quay vlog ở trong này rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên văn phòng của AirAsia. Các bạn cùng theo chân mình nha. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình đang ở trên đường đi qua bên Red Q, văn phòng trụ sở chính của AirAsia. Đây là Bụ nha mọi người. Trong suốt chuyến này thì Bụ chỉ có ngủ thôi. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu bà con. Hồi nãy bỏ 5 ringgit vô massage 15 phút mà mới có được 4 phút và đoàn đi rồi lỗ 11 phút. Nãy giờ đang gọi là sao ta tức đó mọi người. Đang lấn cấn cái vụ mà bỏ vô 5 ringgit, 5 ringgit là 30.000 tiền Việt mà mới xài được có 4 phút thôi, còn 11 phút nữa. Cho nên là bây giờ đoàn sẽ bắt đầu chở Bủ qua bên đó để tận hưởng 11 phút còn lại. Đoàn chờ xong rồi mới đi. Hello mấy bạn ơi, mình đang ở Red Q. Thì đây là trụ sở của hãng hàng không AirAsia, được gọi là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới mọi người. Phía bên kia là sân bay Kuala Lumpur. Thì AirAsia sẽ có hai nhánh, AirAsia thường và AirAsia X. AirAsia X thì nó sẽ tập trung vào những cái chuyến bay đường dài. Như đã giới thiệu thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để quay văn phòng trụ sở chính ở đây như thế nào cho các bạn xem nha. Let's go. Rồi, chào mừng các bạn đi vào bên trong trụ sở của hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới. Đây là trụ sở của văn phòng Red Q. Nó sẽ có những cái khu vực này, car park, một cái biểu tượng, đó là biểu tượng chuyến bay ra cất cánh đó nha. Đó, xong rồi reception ở tầng 4. Thì mình sẽ đi qua từng tầng để mình biết được là ở trong đây như thế nào. Thì theo những thông tin mình được biết thì văn phòng này được xây dựng theo cách mở, không gian mở mọi người. Cho nên là trong cái môi trường làm việc này thì nhân viên của AirAsia cũng tha hồ mà sáng tạo để cho ra những cái giá trị rất là tuyệt vời luôn đó mọi người. Ở những lúc quan trọng thì cái con này nó hết pin rồi mọi người ơi, cho nên là chắc là mình sẽ chào tạm biệt mọi người ở đây và kết thúc cái tập vlog là khám phá văn phòng trụ sở chính của hãng hàng không AirAsia và trung tâm huấn luyện bay của hãng hàng không AirAsia lần này nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem tới cái khúc này, và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và các bạn sẽ subscribe cho cái kênh mình ha. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo, ở những tập vlog tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.